Sáng mùng 2 tháng 7 có 151 ca COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất với 118 ca. Bản tin dịch COVID-19 sáng ngày mùng 2 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 151 ca mắc COVID-19 tại 11 địa phương, trong đó thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhiều nhất với 118 ca. Việt Nam ghi nhận tổng cộng đến nay là 17.727 ca bệnh, hơn 3,8 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm chủng cho người dân. Thông tin diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam, tính từ 18 giờ ngày mùng 1 tháng 7 đến 6 giờ ngày mùng 2 tháng 7, có 151 ca mắc mới, bệnh nhân từ 17.577 đến 17.727, 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa, 147 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, 118 ca, Phú Yên 10 ca, Đồng Nai 5 ca, An Giang 4 ca, Long An 3 ca, Nghệ An 2 ca, Đồng Tháp 2 ca, Hà Tĩnh 1 ca, Khánh Hòa 1 ca. Bình Phước 1 ca, trong đó có 122 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa. Tính đến 6 giờ ngày 2 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 15.905 ca ghi nhận trong nước và 1.822 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 14.335 ca, trong đó có 4.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh có 14 tỉnh đã trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng, gồm Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam. Có 8 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Nam Định, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Cạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Đắk Lắc. Số lượng xét nghiệm từ ngày 29 tháng 4 Đến nay đã thực hiện 3.202.266 xét nghiệm cho 7.437.135 người. Số ca mắc Covid-19 trên thế giới tính đến 6 giờ ngày mùng 2 tháng 7, cả thế giới có 183.369.555 ca mắc, trong đó có 167.815.423 ca đã khỏi bệnh. 3.970.123 ca không qua khỏi và 11.584.009 ca đang điều trị, trong đó có 78.789 ca diễn biến nặng. Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 404.211 ca, số ca không qua khỏi tăng 7.535 ca. Châu Âu tăng 76.693 ca, Bắc Mỹ tăng 25.071 ca.

Myanmar tăng 2.070 ca, Campuchia tăng 999 ca, Lào tăng 23 ca, Singapore tăng 10 ca. Tình hình điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 260 ca, lần 2 là 138 ca, lần 3 là 89 ca. Số ca không qua khỏi đến thời điểm hiện nay là 81 ca, số ca điều trị khỏi là 7.247 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới, 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 4 ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa, ngày 21 tháng 6 năm 2021, từ Nga nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN62 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 1 tháng 7, dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa. 147 ca ghi nhận trong nước, hai ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Nghệ An là F1 của bệnh nhân 14.118 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 1 tháng 7 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Ba ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Long An là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 30 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2 hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Giã chiến số 2, Trung tâm Y tế Tân Trụ, tỉnh Long An. 5 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai là các trường hợp F1 liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã được cách ly từ trước, kết quả xét nghiệm ngày 30 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại bệnh viện phổi Đồng Nai. 10 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Phú Yên là các trường hợp F1 trong khu cách ly khu vực đã được phong tỏa, kết quả xét nghiệm ngày 30 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Một ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh, nam 7 tuổi, có địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là F1 của bệnh nhân 17.085 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 1 tháng 7 dương tính với SARS-CoV-2 hiện đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Một ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa, nam 6 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, là F1 của bệnh nhân 13.960, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 1 tháng 7, dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. 4 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh An Giang là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 1 tháng 7 năm 2021, dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang. Hai ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 29 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc và Bệnh viện Phổi Đồng Tháp. 118 ca bệnh ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, 94 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, 24 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Một ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Bình Phước, nam 31 tuổi, có địa chỉ tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, là F1 của bệnh nhân 17.087. Kết quả xét nghiệm ngày 1 tháng 7, dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Hai nhóm nghiên cứu Dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đã đạt đỉnh và kết thúc vào tháng 8 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong về tổng hợp các phân tích, đánh giá, dự báo và giải pháp đối với dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Sở Thông tin Truyền thông đã cung cấp dữ liệu cho hai nhóm nghiên cứu, gồm nhóm nghiên cứu của Đại học Fulbright do tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright làm trưởng nhóm, và nhóm nghiên cứu Tech for Covid do tiến sĩ Đinh Bá Tiến, trưởng khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Khoa học Tự nhiên làm trưởng nhóm. Các nhóm nghiên cứu này đã tổng hợp số liệu về số ca F0, số ca test ở bệnh viện hoặc cộng đồng trong khu cách ly phong tỏa, test dương tính một lần có hoặc không có triệu chứng, phân tích đánh giá xu hướng dịch theo các mốc áp dụng chỉ thị 15, 16 và chỉ thị 10. Qua đó, Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá tính tương đồng về kết quả nghiên cứu của hai nhóm. Theo nghiên cứu, việc áp dụng chỉ thị 10 đã phát huy hiệu quả trong việc ngăn chặn dịch bệnh tại tại thành phố. Kết quả mô phỏng cho thấy dịch đã có xu hướng đạt đỉnh ở cuối tháng 6 và giảm nhẹ vào đầu tháng 7. Tiếp tục chỉ thị 10 sẽ giúp cho việc kiểm soát dịch bệnh hoàn toàn vào tháng 8 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố xem xét các khuyến nghị của hai nhóm nghiên cứu. Đối với phân loại quận, huyện, sở đề xuất xem xét đưa quận 1, quận 4 và 12 vào nhóm nguy cơ rất cao, đưa quận 7, 10, 11 và quận Thủ Đức cũ vào nhóm nguy cơ cao. Hiện tại, Ủy ban nhân dân thành phố phân loại nhóm nguy cơ rất cao gồm quận 8, quận Bình Tân, Tân Phú, huyện Hóc Môn và quận Thủ Đức cũ. Nhóm nguy cơ cao gồm các quận 1, 4, 5, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh, huyện Củ Chi và quận 2, quận 9 cũ. Nhóm có nguy cơ là các quận huyện còn lại. Tìm người từng đến 4 địa điểm liên quan ca dương tính nCoV ở quận 12 Ngày 1 tháng 7, Trạm Y tế Phường Tân Tránh Hiệp, quận 12 cho biết, địa phương này vừa phát thông báo tìm những người từng đến những địa điểm liên quan đến ca nghi mắc COVID-19. Cụ thể, 1 khu khám hô hấp cổng số 2, bệnh viện quận 12 từ 9 đến 11 giờ ngày 29 tháng 6. 2. Cửa Hoàng Bách Hóa Xanh đường Dương Thị 10, phường Tân Thới Hiệp, đối diện đường Huỳnh Thị 2, quận 12 từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 21 tháng 6. 3. Cửa hàng Co-op Food số 15 đường Trần Thị Năm, đường Tân Chánh Hiệp 10 cũ vào không thời gian từ 9 đến 10 giờ 30 ngày 25 tháng 6 và ngày 26 tháng 6. 4. Điểm bán đồ ăn sáng ở đầu hẻm số 49, tổ 11, khu phố 9, phường Tân Chánh Hiệp từ ngày 20 tháng 6 đến nay. Theo trạm y tế phường Tân Chánh Hiệp, đây là những nơi ca nghi mắc COVID-19 từng tới. Sau khi nhận được thông tin về ca nghi mắc COVID-19 này, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng phun khử khuẩn những nơi người từng đến. Cơ quan chức năng kêu gọi những trường hợp đến địa điểm và khung giờ trên cần thực hiện khai báo y tế tại địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định. Trong ngày 1 tháng 7, Bộ Y tế công bố tổng cộng 713 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 20 ca nhập cảnh tại Tây Ninh 12 ca, An Giang 3 ca, Kiên Giang 2 ca, Đà Nẵng 2 ca và Hà Nội 1 ca. 693 ca còn lại được ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh 464 ca, Bình Dương 90 ca, Tiền Giang 38 ca, Long An 28 ca, Phú Yên 26 ca, Hưng Yên 11 ca, Quảng Ngãi 9 ca, Bắc Giang 5 ca. Hà Tĩnh 5 ca, An Giang 5 ca, Nghệ An 3 ca, Bắc Ninh 3 ca, Đà Nẵng 3 ca, các tỉnh Vĩnh Long, Bình Phước và Đồng Tháp mỗi tỉnh 1 ca. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 15.758 ca ghi nhận trong nước và 1.818 bệnh nhân nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ 27 tháng 4 đến nay là 14.188 ca, trong đó 4.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Quảng Ngãi ghi nhận 81 ca dương tính với SARS-CoV-2, áp dụng nhiều biện pháp chống dịch đặc thù. Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, sáng mùng 1 tháng 7, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp F0 trên địa bàn tỉnh đến thời điểm 9 giờ ngày mùng 1 tháng 7 lên 81 ca. Tỉnh áp dụng nhiều biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19. Cả 9 ca mắc mới đều được phát hiện trong khu vực phong tỏa ở thị xã Đức Phổ và các F1 đã được cách ly trước đó, gồm các thôn Châu Me, Tấn Lộc, Hưng Long, Vĩnh Tuy thuộc xã Phổ Châu và Thạch Bi 1, Thạch Bi 2, La Vân thuộc phường Phổ Thạnh. Tất cả các trường hợp dương tính hiện đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi, cơ sở 1. Các lực lượng chức năng của tỉnh đang nỗ lực truy vết F1, F2 của các ca dương tính mới. Trong những ngày qua, ngành y tế đã tăng cường nhân lực, lập 32 tổ đến các khu dân cư tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gần 20.000 người ở xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh. Dự kiến đến ngày 2 tháng 7 sẽ hoàn tất việc xét việc xét nghiệm cho toàn bộ người dân ở xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh. Chính quyền và các hội đoàn thể của thị xã Đức Phổ cũng đã hỗ trợ đắc lực cho ngành y tế, khẩn trương truy vết, khoanh vùng khi phát hiện F0. Đến thời điểm này, người dân thị xã Đức Phổ, nhất là ở xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, chấp hành khá tốt quy định giãn cách xã hội. Ngày 30 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 940 về việc áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thời gian áp dụng thực hiện từ 18 giờ ngày 30 tháng 6 cho đến khi có thông báo mới. Theo đó, áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với mức nguy cơ rất cao trong phòng chống dịch COVID-19 đối với xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh, thuộc thị xã Đức Phổ, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn tổ dân phố cách ly với thôn tổ dân phố, xã phường cách ly với xã phường, thực hiện nghiêm 5K, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác. Các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn. Người dân được phép lao động, sản xuất tại gia đình và thu hoạch nông sản theo nhóm từng hộ gia đình tại vườn, vùng sản xuất của địa phương, nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch và phải dừng ngay các hoạt động sản xuất, thu hoạch khi không đảm bảo an toàn, thực hiện đúng tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với mức nguy cơ cao trong phòng chống dịch COVID-19 đối với thị xã Đức Phổ, trừ xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, và toàn bộ thành phố Quảng Ngãi. Trong đó, đối với thị xã Đức Phổ, trừ xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người, trừ các cuộc họp, sự kiện quan trọng, cấp bách do cấp có thẩm quyền quyết định, người đứng đầu cơ quan tổ chức phải chịu trách nhiệm đảm bảo các quy định phòng chống dịch. Không tập trung từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học và bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại nơi công cộng. Thực hiện nghiêm 5K, tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh không thiết yếu dễ bị lây nhiễm như karaoke, vũ trường, quán bar, bia club, các địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử, internet công sở kinh doanh hoạt động thể dục thể thao trong nhà, spa, cơ sở làm đẹp, massage sông hơi, các tụ điểm khu vui chơi giải trí, trung tâm nhà hàng tiệc cưới, các địa điểm du lịch tham quan, di tích bảo tàng, thư viện, các trung tâm nhà văn hóa thể dục thể thao, các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng trực tuyến mang đi. Đối với thành phố Quảng Ngãi, dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 30 người, trừ các cuộc họp sự kiện quan trọng cấp bách do cấp có thẩm quyền quyết định. Người đứng đầu cơ quan tổ chức phải chịu trách nhiệm đảm bảo các quy định phòng chống dịch. Không tập trung từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại nơi công cộng. Thực hiện nghiêm 5K, tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh không thiết yếu dễ bị lây nhiễm như vũ trường, karaoke, quán bar, beer club, massage, các địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử. Internet công cộng, cơ sở kinh doanh, hoạt động thể dục thể thao trong nhà, spa, cơ sở làm đẹp, sông hơi. Các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời được phép hoạt động nhưng không nhưng không quá 10 người trên một thời điểm. Đối với các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cho phép phục vụ tập trung không quá 10 người một thời điểm và bảo đảm khoảng cách an toàn. Thực hiện cam kết phòng chống dịch theo quy định, khuyến khích bán hàng trực tuyến mang đi. Áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với mức nguy cơ trong phòng chống dịch COVID-19 đối với các địa phương không thuộc nguy cơ rất cao và nguy cơ cao. Đối với hoạt động giao thông vận tải, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định và hợp đồng, xe du lịch, xe taxi liên tỉnh từ Quảng Ngãi đi các tỉnh thành phố và ngược lại, trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly, xe vận chuyển phục vụ công tác chống dịch và các trường hợp cần thiết khác nghiêm cấm các tổ chức cá nhân sử dụng xe ô tô cá nhân để vận tải khách trái phép và không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Đối với các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh có lộ trình đi qua tỉnh Quảng Ngãi thì không được dừng, đỗ để đón và trả khách, đồng thời chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến xe buýt thành phố Quảng Ngãi, Sa Huỳnh, Sa Huỳnh và ngược lại. Hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh, xe buýt liên tỉnh tuyến sân bay Chu Lai, thành phố Quảng Ngãi Xe đưa đón công nhân được phép hoạt động không quá 50% ghế ngồi và không quá 20 người trên một phương tiện. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định. Tạm dừng lập thủ tục cho khách du lịch đến đảo Lý Sơn, đối với trường hợp người trong tỉnh, ngoài tỉnh đi công tác vì lý do công vụ thì được phép ra đảo Lý Sơn nhưng phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.